Cái đây là mấy cái chậu díp cá của mình trồng nè. Đó, mấy cái clip trước mình có chia sẻ cách trồng rồi đó. Mình lấy cái thân này nè, mình cắt, mình ăn cái mình ghim xuống là nó sẽ ra ha. Và cái chậu này là mình mới ghim sau này nè, mà bây giờ nó quá tốt rồi, bữa nay mình sẽ cắt ăn bớt nha. Rất là tốt luôn nha. Và cái díp cá thì mình trồng nó ít cái bị sâu lắm, nó không có sâu. Chỉ cần tưới nước thôi là mình sẽ xóa gao díp cá sạch, mình ăn tại nhà. Và gao díp cá thì nó rất là nhiều công dụng, rất là tốt cho sức khỏe nha. Còn ở bên đây là mình có thêm hai chậu nữa, nhưng mà mình đã cắt ăn bớt rồi nè đó, cho nên nó lưa thưa rồi đó. Chậu này thì mình cũng có ăn rồi cho nên nó nhìn nó rất là thưa thớt nha. Rồi bên đây thì mình có ghim đó, mình cắt mình ăn cái mình ghim vô chậu khác là nó sẽ nhảy lên vậy đó. Còn bên đây là mình có trồng cây quế nè, ăn ra rất là nhiều luôn. Đây, nó ra tốt lắm. Mình nó ra nhiều cái mình chỉ cần ngắt ngắt cái đọt này nè, mình cắt cái đọt mình ăn. Mình ngắt cái đọt cái mình ăn là nó sẽ ra thêm ha. Đây, đây là mình có một chậu nữa nè. Đây. Mình ăn xong cái mình ghim ra đó, mình chỉ cần có đất như vậy là mình ghim ra được rồi. Đó, nó sẽ lên hoài luôn. Rau này mình ghim để nhà mình có cái mình ghim cái mình sẽ có rau sống mình ăn ha. Đây mình có cái bụi lá dứa nè. Bụi lá dứa mình rất là bự luôn nha, bữa nay nó bự quá trời luôn rồi nè. Để dành mình nấu xôi hay nấu sữa gì đó. À, lá dứa rất là thơm nha, mình trồng trong cái chậu nhỏ như này nè. À, nó lên. Rất là ngon luôn nha. Đây. Ở đây là rau thơm với lại quế ha. Mình sẽ ngắt vô mình ăn kèm với lại các món ăn của mình ha. Đó, mình ngắt đọt như thế này thôi nè là nó sẽ nhảy ra nữa.
là ngon luôn nha. Mình chỉ cần trồng cái là nó sẽ có rau sống mình ăn suốt luôn, khỏi cần phải mua mà rau sạch ở nhà nữa. Mình nhà mình tưới cái mình trồng cái mình ăn nó đảm bảo nữa. Đây mình hái được một mớ rau này ha, tại vì bữa nay mình ăn với cá chiên, cá chạch mình chiên giòn cho nên mình hái thêm ít rau sống để xuống mình ăn ha, cho nên mình hái không có nhiều ha. Nhà mình chỉ có hai người thôi mà có một mình ăn rau sống nhiều với lại ăn thích ăn cá chạch thôi, cho nên là mình hái nhiêu đây cho nó đủ ăn ha. Hái nhiều quá cái nó dư cái bỏ uổng. Hello cả nhà nha, thì hôm nay mình có mua được một mớ cá chạch nè, cá chạch nè. Cá chạch này ta bắt cơ dưới sông. Mấy anh có một cái một người bạn mình quen ở trên Facebook á, cái là có ông chồng hay là thường xuyên đi bắt cá xong nè, chài lưới rồi nè, ngày nào cũng có hết trơn, ít nhiều tùy theo mỗi loại, đủ loại hết á. Thì bữa nay có cá chạch nên ở đây mình mua nửa ký cá chạch nè, có tại vì người ta đánh bắt ở dưới sông á cho nên là nó không phải như ngoài chợ mà mình được lựa loại lớn loại nhỏ, tại vì có nhiều thì người ta đem lên cái người ta chia người cũng ít ít nè, cho nên là cái này của mình nó làm nửa ký lớn nhỏ lộn xộn ha, không có lựa lớn nhỏ gì hết, nhưng mà cá sông cho nên mình ăn nó cũng ngon hơn ha. Với lại cá chạch thì nó cũng rất là mắc, bữa nay mình thấy có cá cho nên là lâu lâu có cá chạch cho nên mình mua. Cái này là mình mua 500 gram nè. Rồi cái này là mình để mình sẽ ăn một lần không hết đâu ha, mình chia làm hai lần, cái mình sẽ chiên giòn mình ăn. Cá chạch thì mình có thể là chiên tươi á, chiên tươi chiên giòn ăn với xài sống rồi hoặc là rau sống dưa leo rồi đó, mình rất là ngon. Còn không thì mình có thể ướp á, ướp với muối á, ướp mà nó cho nó dốt dốt đó, cái mình chiên ăn cũng rất là ngon nha. Còn không mình kho nghệ, cái nào cũng ngon hết á. Mà cái này tại vì có lớn có nhỏ á, cho nên là mình chiên ăn. Còn cá nào mà lớn lớn như dưới này nè, lựa mấy con lớn mình có thể kho nghệ ăn rất là hấp dẫn luôn nha. Đây mình có mua cá chạch đó, thì bây giờ mình sẽ chiên ha. Cá chạch này mình lựa mấy con to to và nó ngon nhất nè, mình đem mình chiên tươi ăn cho nó ngon. Thì còn một ít á, thì mình sẽ muối xương xương cái mình chiên nhé, cũng rất là ngon và hấp dẫn, ăn với cơm trắng rất là ngon nha. Thì mình chiên cái mình sẽ đập tép tỏi, mình cho vô dầu vậy nè cho nó thơm. Cái mình chiên cá chiên thịt rồi đặc biệt là chiên cá mình cho tép tỏi vô á, vô cùng với dầu á nó thơm lắm, và cá của mình chiên nó cũng sẽ rất là thơm ngon. Tỏi mình để nguyên vỏ vậy đó, mình đập cho nó dẹp cái xong cái mình cho vào dầu á, cái bắt đầu mình cho cá vô là nó thơm lắm luôn. Cá chạch này thì bữa nay mình sẽ chiên giòn, mình ăn sẽ ăn với lại rau sống mình nhờ mới hái ha, dưa leo rau sống với lại làm nước mắm hoa chua ngọt. Ai mà thích nước mắm me thì có thể ăn kèm với nước mắm me, cá chạch chiên nướng ăn với nước me cũng ngon lắm. Mà nhà mình đây hết me rồi, mình làm nước mắm tỏi ớt chua ngọt nha. Còn không thì mình có thể kho nghệ, cái nào cũng ngon hết. Cái này mà phải có xài sống nữa thì ngon lắm. Bữa nay mình không có đi chợ cho nên là mình không có mua xài sống, xài sống mình bầm ra đó, cái mình sẽ ăn kèm nước mắm mặn tỏi ớt ngon lắm. Và bây giờ thì mình dọn cơm mình ăn ha, bữa nay trời chuyển mưa cho nên ui ui ha. Thì bây giờ mình nấu cơm xong rồi thì mình dọn mình ăn ha, mình ăn kèm với rau sống dưa leo rồi tráng miệng nè. Hồi nãy có một trái ổi ăn không đủ cho nên phải mua thêm ổi. Đây cái chạch của mình chiên giòn ha, rất là ngon luôn nha, cái giòn cứu và nó rất là thơm ngon. Cái mình sẽ ra làm chén nước mắm tỏi ớt nè, hấp dẫn chưa, chấm vô một cái ta nói rồi ăn kèm với cơm trắng nha. Bây giờ xin mời cả nhà nha, mình ăn thử một cái miếng cá chạch xem như thế nào nha.
Này, con này nè. Con kia thì nó bự hơn, con này cũng bự mà con này có trứng luôn. Rất là ngon nha. Chấm một miếng. Tại này mình chiên tươi á, cho mình chấm nước mắm tỏi ớt này nó rất là hấp dẫn nha. Nó giòn cứu. Thịt nó ngọt mà nó giòn. Trứng ngon. Trắng mà mướt cơm á. Hấp dẫn luôn nha. Tới công chuyện luôn á. Tuyệt vời luôn. Nó cay, chua chua ngọt ngọt mặn mặn ha. Ăn kèm này nó. Nó giòn, thịt nó ngọt. Nè mình cắn ăn luôn xương á. Ngon lắm. Cái trứng nó rất là béo luôn. Còn thêm một miếng dưa leo nữa. Ăn với cơm trắng nó cực tuyệt tuyệt vời luôn nha. Rất là hấp dẫn. Nhìn chén nước mắm tỏi ớt là thấy là tê tê đầu lưỡi rồi đó. Đổ mồ hôi lưỡi luôn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong một cái video clip khác. Và bây giờ thì chốt tắt video để chốt thưởng thức thôi, bởi vì nó rất là ngon và cũng đang rất là đói bụng nữa. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã chịu khó theo dõi cái video clip của Trúc. Hẹn gặp lại cả nhà trong một cái video clip khác. Và nếu như có thể thì có thể là đăng ký nhấn chuông để có thể cập nhật thêm những video khác nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn tình cảm của cả nhà đã dành cho Trúc trong suốt thời gian qua. Và bây giờ Trúc xin phép tắt video tại đây. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc bên gia đình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.